Chế độ dinh dưỡng của mẹ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của thai nhi. Trong suốt thai kỳ, mẹ bầu nên ăn đa dạng các loại thực phẩm để có thể cung cấp đầy đủ dưỡng chất thiết yếu cho mẹ và bé. Trong số các món ăn thì không thể không nhắc đến các món canh cho mẹ bầu với tác dụng an thai, giải nhiệt để thai nhi luôn khỏe mạnh cho đến khi chào đời. 1. Canh cà chua trứng, món canh cho bà bầu vừa quen thuộc vừa đơn giản. Cà chua được mệnh danh là thực phẩm vàng cho bà bầu bởi thực phẩm này rất giàu vitamin A, vitamin C, axit folic và sắt, những dưỡng chất có tác dụng làm đẹp da, tăng cường sức đề kháng và giảm nguy cơ tiền sản giật. Không những vậy, canh cà chua trứng hay còn gọi là canh mây còn rất giàu chất xơ, hạn chế nguy cơ tăng huyết áp, đồng thời ngăn ngừa nguy cơ tiêu chảy và táo bón trong thời gian mang thai. 2. Mẹ đẹp con khỏe cùng canh bông cải xanh. Canh bông cải xanh có thể không phải là món ăn yêu thích của bạn, nhưng chắc chắn đây là một trong những món canh cho bà bầu đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe nhất. Bởi bông cải xanh rất giàu vitamin A và axit folic là hai dưỡng chất rất quan trọng giúp mẹ duy trì sức khỏe trong suốt thai kỳ. Để nấu món bông cải xanh, bạn cần chuẩn bị bông cải xanh, cà rốt, xương má heo, gừng, hành lá và ngò cùng với các loại gia vị cho bát canh thêm đậm đà. 3. Canh cải bó xôi nấu thịt bằm, thần dược cho sức khỏe bà bầu và thai nhi. Cải bó xôi có thể mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của mẹ bầu bởi loại rau này cung cấp một lượng lớn các vitamin A, E, K, C cùng các khoáng chất như canxi, sắt, magie, chất xơ. Những dưỡng chất này có tác dụng tăng cường sức khỏe, đường tiêu hóa và hạn chế nguy cơ tăng huyết áp trong thai kỳ. Đặc biệt, loại rau này còn chứa rất nhiều axit folic, một dưỡng chất rất quan trọng đối với sự phát triển thần kinh và não bộ của thai nhi. Để nấu món canh cho bà bầu với cải bó xôi thịt bằm, bạn cần chuẩn bị cải bó xôi, thịt bằm, hành và tỏi. Với những nguyên liệu đơn giản này, bạn đã có thể nấu xong một bát canh vô cùng bổ dưỡng. 4. Canh gà hạt sen, canh cho bà bầu giúp an thai định thần. Thịt gà là thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe của bà bầu và thai nhi, trong khi hạt sen lại có tác dụng giải độc trị mất ngủ. Do đó, sự kết hợp giữa hai nguyên liệu tuyệt vời này sẽ đem đến một món canh cho bà bầu giúp thanh nhiệt, giải độc, nâng cao chất lượng giấc ngủ để có được sức khỏe tốt, từ đó việc sinh nở cũng diễn ra suôn sẻ. Để nấu canh gà hạt sen, bạn cần chuẩn bị một con gà ác, hạt sen tươi cùng cà rốt, nấm hương, hành, rau thơm, sau đó cho vào hầm đến khi gà chín dừ là có thể thưởng thức được rồi. 5. Canh rau củ và nhụy hà nghệ tây, món canh bổ dưỡng cho bà bầu ăn chay. Với sự hiện diện đầy đủ của các loại rau củ nên món ăn này cực kỳ ngon và giàu dinh dưỡng, thích hợp với các mẹ bầu ăn chay. Nhụy hà nghệ tây có tác dụng rất tốt trong việc cải thiện tâm trạng, do đó món canh cho bà bầu này không chỉ tốt cho sức khỏe thể chất mà còn hỗ trợ mẹ bầu kiểm soát sức khỏe cảm xúc. Để thực hiện món canh rau củ nhụy hoa nghệ tây, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu đó là cà rốt, hành tây, cân tây, đậu que, cà chua cắt nhỏ, nấu cùng với đậu gà cùng 1-2 sợi nhụy hoa nghệ tây là có một bát canh rất thơm ngon. Một chế độ ăn khoa học với những món canh cho bà bầu giàu dinh dưỡng không chỉ giúp mẹ vượt qua những cơn ốm nghén, những đêm mất ngủ mà còn rất tốt cho sự phát triển của bé. Hy vọng với những chia sẻ trên, các mẹ bầu có thêm những lựa chọn cho những bữa ăn bổ dưỡng của mình.